Xin chào quý vị khán giả thân thương đã đến với kênh của Trần Thanh Trương. Hiện nay quý vị khán giả cũng đã thấy là Thanh Trương đang mặc một bộ quần áo nó rất là hoa lá cành. Đấy. Với cái bộ quần áo này thì mọi người cứ tưởng em đang đi biển thôi, nhưng không phải, em đang có mặt tại bối cảnh chính nhà anh Nổ. Anh Nổ đây là anh Khương Dừa. Đấy. Đây là bối cảnh chính của bộ phim Trùm Nổ. Vâng, và hôm nay thì em cũng xin tiết lộ với quý vị khán giả là em có một vai nho nhỏ trong phim có tên là Liệt. Còn đây là người anh em thân thiết của em. Đây. Anh hay dập thuốc đi không đánh băng quyền đi không? Ghê nó bay, ghê nó bay. Xin giới thiệu với quý vị khán giả đây anh Pro Tiềm, anh Tiềm ngày trước cũng là thí sinh thi thách thức anh Hài. Và nhìn anh thì nhỏ nhỏ người thôi, nhưng mà anh hiện đang là giám đốc của hai chi nhánh studio áo cưới ở Đà Nẵng với lại ở Thành phố Hồ Chí Minh cũng một chi nhánh nữa, đúng không anh? Thầu lố lố à. Đó, quý vị khán giả chị muốn chụp hình cưới thì chỉ cần gõ Pro Tiềm là ra anh á. Mình là thợ chụp hình thôi, thợ chụp ảnh dạo đó. Mình với Trương có quay trong phim, có vai trong phim là mình là Loa, anh này Liệt. Hai anh em, hai anh em là La Liệt là đệ tử. Nói chung là hai anh em không biết cái số sao mà lúc nào trong phim cũng vô vai những cái giang hồ vui cơ. Đó, nhà chả có gì, áo quần áo thì vàng nè. Đây, trời ơi tay thì nó cũng vàng như thế này. Thấy không? Thấy tươi không? Thấy mát không? Dưa hấu nè. Đó. Thấy không vàng không? Ghê không? Ghê không? Đây, đó. Anh này là anh La. Đấy, biệt hiệu anh là cứ la làng la xóm. Còn em là Liệt thì em hay liệt vị này, em cũng liệt. 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 Liệt thì cũng có nhiều loại liệt lắm quý vị khán giả. Sau khi được anh Khương tin tưởng giao cho cái vai này thì hai anh em cũng cố gắng. Nói chung là anh Tiềm đây, Pro Tiềm đây rất là nhiệt tình. Anh là ở định cư thì ở Đà Nẵng, nhưng mà thấy anh Khương phải vô đây đóng phim là anh bay một thoát vào đây 5 ngày luôn là anh để đóng phim. Bây giờ anh hãy giới thiệu mình bằng giọng Quảng Nam, Quảng Đà Nẵng đặc trưng anh coi. Để lấy giọng à. Hello, xin chào mọi người. Mình là Tiềm, mình đến từ Đà Nẵng. Hiện tại mình đang có mặt tại nhà anh Nổ, là nhà Khương Dừa. Để nó đóng bộ phim là Trùm Nổ. Mình là có vơi Loa, thằng đây là Liệt, Loa Liệt á. Nói chung là bộ phim là hơi đứa là lạc lác biết á. Mà mọi người nhớ xem này, vui lắm. Vui lắm. Hai anh em là làm công ăn lương thôi quý vị khán giả. Nhớ xem này, phim vui lắm. Vui. Bây giờ anh thử vui. Thì nói ta là Liệt. Bây giờ ta nói lần cuối mày có trả tiền cho tao không? Anh như kiểu anh đang đòi nợ thì em thì anh nói sao? Ví dụ như tao là Liệt bây giờ kiểu vậy. Tao là Liệt. Mày có trả nợ tao không? Quay trả nợ cho Liệt không? Nói nhanh lên, Quảng Nam á. Thiếu nợ Liệt trả đi. Mày trả tao trả thì mày trả tao cái nhà tao lấy thì trả hết á. Ơi, đâu. Giang hồ mà nói đi đòi nợ như vậy thì đúng con nợ cũng chịu thôi. Không biết cái gì được. Hôm nay là đây. Nơi vui thôi quý vị khán giả. Đây hai anh em thì đặc sản là đôi dép tổ ong mà đôi dép hồng này quý vị khán giả. Trời ơi hồng son luôn. Nhìn là biết cái tướng nó đâu. Nó Liệt mà nó còn mà mặc đồ màu hồng. Mà rất là hiểu đó. Nói chung là phim quý vị khán giả ơi thì phim có rất là nhiều diễn viên, ví dụ như Mã Phương Dung này, anh Nguyễn Đình Vũ này, chú Bảo Trung, chú Bảo Trung mới nói trước, rồi anh Khương Dừa này, rồi Hồ Bích Trâm, anh Hùng, có lại anh Liên Nam đó. Bây giờ Thanh Trương đi. Hồng Thuận đúng không? Anh Hùng Thuận đó. Bây giờ hai anh em sẽ vô nói chuyện với anh. Ôi đè hai đứa này. Có cả người chị thân thiết chị Lan Hương đó quý vị khán giả. Đây quý vị khán giả. Quý vị khán giả, đây là ca nhạc sĩ Nguyễn Đình Vũ. Nói nào ngay thì bây giờ bên em cũng đang quay thì bên nó cũng đang quay. Ủa em xài micro gì mà? Dạ, Sara Monique. Sara Monique. Dạ. Đúng rồi, là cùng hãng á. Cùng hãng ạ. Cùng hãng luôn mà tại sao cùng hãng? Ai chỉ em xài này? Dạ. Khương Dừa. Anh Minh Tuấn Hàng Xanh. Tuấn Hàng Xanh đúng không? Đó thì anh cũng được anh Khương chỉ cho xài này. Còn em đây đang xài micro. Bốn từ có đây anh. Hai anh em là trong phim là hai anh em là đóng giang hồ
À, nhà chẳng có gì cả, có mỗi vàng có trời 5 chỉ thôi anh. Ôi, nặng lắm. Ôi, cái hộp coi trời. Đây cái này mới ghê nè. Cái này ghê này. Này có xương xương tính xương xương cả cây máy. Trời ơi, bó cái gì này. Đi là đủ tiền mua mấy cái micro này luôn á thiệt. Rồi. Như quý vị cũng đã biết thì đây là một trong những cái bạn rất là dễ thương Minh Điền Quân trong những ngày đầu tiên khi mà bạn đóng trên Thách Thức Danh Hài. Dạ. Đóng chung tiết mục với các bạn kia thì nói là ngay Vũ là một cái người thường xuyên coi hết tất cả các tiết mục của Thách Thức Danh Hài từ mùa đầu cho đến những mùa sau, thì tới bây giờ là bạn gắn bó kết nối với lại Điền Quân rất là nhiều. Dạ. Thì có những tiểu phẩm là em đóng chung với một cái bạn nam kia nữa. Dạ vâng. Trời, nhìn mê lắm, nhất là cái cú hung của hai đứa, trời anh mê dữ lắm luôn. Lâu lắm rồi anh. Ừ, nhưng mà anh vẫn còn nhớ như in mà. Kiểu dạng như đó, có nụ cười tắt cười vào mặt con đấy. Ngày đó thì hồn nhiên mới là cứ nghĩ những cái gì vui vui đóng góp cho khán giả thôi. Nhưng mà đó là những cái nền tảng để em sau này em viết được kịch bản. Dạ vâng. Thì bên Điền Quân có nhờ em viết kịch bản cho dự án nào chưa? Em thì em thường làm biên kịch rồi sản xuất nội dung rồi cũng viết viral quảng cáo. Ừ. Với lại em cũng viết phim cho mình nữa. Nhưng mà để sau này em có dự định em viết phim cho một cái người chẳng hạn như là một bạn ca nhạc sĩ họ cần ra một cái MV, thì em có một cái ý tưởng như đó cho MV thì cái đó em sẽ tính cái giá nó cao hay là thấp em? À, tùy tâm thí chủ. Tùy tâm thí chủ. Rồi, dạ. Ok, cảm ơn em. Dạ, cảm ơn anh Vũ. Anh chỉ diễn hôm nay anh quay vai gì anh? Nên anh quay vai một cái vai tên là Hùng. Vai tên là Hùng. Đúng rồi, vai tên là Hùng là em thấy êm rồi đúng không? Hùng mặc kim tuyến. Tên đầy đủ là Lê Thị Bé Hùng. Lê Thị Bé Hùng á? Đúng rồi, anh đóng vai vợ của anh Hùng Thuận. Em biết sao nữa, anh xếp sao hay quá. Mình vô cái vai mà kiểu gì nè, anh có một phân đoạn anh đang tập. Dạ. Tức quá, chị Đào bây giờ á, chị không làm gì hết trơn mà thì chỉ có con à. Còn em thì tới giờ vẫn chưa có, cũng là phận con gái mà. Cái gì mà kỳ. Anh thấy cũng là phận con gái mà. lên luôn đi chị Bảy ơi. Em lên quá chị Bảy ơi, và rồi của anh đó. Em cũng hay coi anh đúng không? Khó bắt chiếc được anh. Mà vậy nhà vậy mới kéo được 600.000 subscribe đấy. 600.000 á. Chúc mừng anh Vũ. Còn giờ nói chung năm nay anh sẽ ráng lên triệu sub, thì các bạn nếu mà là có fan của bạn này ấy, thì qua kênh YouTube của Vũ đăng ký luôn nha. Đó thì để em nhờ nha mọi người. Dạ. Đăng ký nha. Vũ đi bổ cá màu đỏ, một chàng trai đứng cười đẹp, biết tóc cười vậy đó, ấn vô đăng ký rồi sao muốn làm gì thì làm. Cảm ơn anh Vũ. Dạ, bây giờ mọi người nè. Có bị đó nha. Dạ. Em bị nhiều chứ. Đây. Quý vị khán giả đó, anh Vũ anh dễ thương lắm. Ôi bên đây thì bối cảnh ở đây nhà anh Khương thì quý vị cũng biết rồi, là những bối cảnh mà trong chương trình Chí Khôn Ta Đây á quý vị nhá. Là qua bên kia là mình nhảy xuống hồ luôn. Đó mình nhảy xuống hồ, bên kia có cá sòi nữa. Xíu là Thành Trương sẽ qua bên đó quay cho quý vị khán giả xem nha quý vị khán giả. Bây giờ bên đó đang quay nên là ha, xíu là mình qua bên kia ha. Rồi quý vị nhá. Subscribe kênh Nguyễn Đình Vũ Official nha mọi người. Mọi người ơi, subscribe kênh Nguyễn Đình Vũ Official nha mọi người. Con Nguyễn Đình Vũ Official trên YouTube là một con anh chàng màu đỏ. Dạ đem nói chậm lại. Để em nói một câu kênh em cái. Dạ thưa quý vị là anh Nguyễn Đình Vũ có thể là đóng cho trong phim của Điện Ảnh Tết. Nhưng mà rất là tội lỗi luôn, ngày hôm đó không có lịch của anh Vũ, kêu anh Vũ lên xong cuối cùng Vũ về mà ngày hôm sau anh Vũ kẹt quá, anh Vũ không thể tham gia vào phim Điện Ảnh Tết được, không là anh đóng vai Khải Heo rồi. Đó cái khác nhau là sau này là anh gì đó, Phạm Hy, anh Phạm Hy đóng. Rồi bây giờ mình đi vô trong đây vô vai vợ Hùng Thuận ngộ, mọi người ép vô cái vai mà không có vợ Hùng Thuận. Đúng rồi, đúng rồi. Ê, vậy là mày làm bé xé mà thấy phi lý ghê không. Dạ. Tôi chưa kịp nói gì luôn mọi người ơi. Dạ. Tôi chú Nam, chú Nam, chú tôi ra, tôi chưa kịp nói gì hết, nó bỏ tôi nó đi liền. Đây, chú Nam đây nè, chú Nam. Dạ đây thưa quý vị, chú Lê Nam. Tại sao kêu bằng chú? Tại vì tóc chú bạc rồi đó, mình kêu bằng chú. Và chú Nam trong lần này là sẽ được đóng chung với mình. Chú Nam cua trăm á. Không có. Trăm nhưng mà bây giờ mình đi thay đầu á chú. Mình đi thay đầu, đính chính YouTuber thiên mặt là tiếp nha. Hồi nãy là cái vai của em đúng không? Anh có thật vợ, anh xin lỗi, anh cua chị mấy cấp trước rồi. Rồi đi luôn. Ủa trời. Anh Lê Nam đóng đóng vai ôm. Ôm. Chú đông sao ôm? Sau này cơ. Rồi em ôm chú luôn đúng không? Con nhỏ làm gái đó, nhỏ Đào. Ủa gì hả? Con đóng vai Đào. Con vừa bỏ vai đây. Rồi đây luôn. Anh tưởng em vô vai ca sĩ nổi tiếng làm sao biết chứ hết hồn được luôn á. Vậy đó mọi người, em tới cái bị giải tán hết. Cảm ơn người YouTube của em hay gì á. Nhưng mà đừng quên subscribe cho anh em nha mọi người. Cảm ơn mọi người.
Các mọi người ơi, mấy anh chị yêu vui. Đây, xin giới thiệu với mọi người, đây là anh ruột của mình, anh Lê Nam. Bữa nay bán hủ tiếu bên đó nữa. Không, bữa nay chú Chính bán hủ tiếu bị giết rồi. Bị giết rồi. Ủa, bị giết hả? Bị giết rồi, tập cuối bị giết rồi. Trời ơi, chú tốt lắm, nấu hủ tiếu cho các đàn em ăn. Đàn em ăn luôn. Không lấy tiền mà đâm. Bị đâm chết nữa. Ủa, kênh của em hả? Dạ, kênh của em ạ. Kênh nói về gì, ẩm thực hay là gì? Kênh em nói về khai thác nghệ sĩ. Kênh gì có vẻ giống như thám tử ấy nhỉ? Nói vui, kênh em là làm về giải trí, âm nhạc, vlog. Vlog được cái rồi phải không? Dạ vâng. Làm gần hết luôn á anh, tạp chí, âm nhạc, vlog. Em có kênh không Vũ? Dạ. Em có kênh mà. Dạ, kênh của Niệm Vũ là phòng thu của Niệm Vũ. Có một chàng trai áo đỏ đẹp xinh xắn để cái tay cười về. Đưa ấn đăng ký các bạn, mỗi ngày sẽ có nhạc hay nghe. Xin cảm ơn mọi người, nhớ đăng ký subscribe nha mọi người. Cảm ơn mọi người, vi nhiều không, tiền nhiều không, giàu hay không là nhờ mọi người. Cảm ơn. Bye bye, em mệt quá. Tính ra mấy đứa này đứa nào cũng có kinh đó nè. Đứa nào cũng có kinh đó nè. Tôi chưa có kinh. Tôi có kinh. Quý vị khán giả đó mọi người, mọi người thấy mới có xíu thôi mà đã vui quá trời rồi. Đó là mong mọi người ủng hộ cho bộ phim Trùng Nổ của anh Khương Dương là nhé mọi người. Nói chung là sơ sơ thôi là mọi người cũng thấy vui lắm rồi. Rất là nhiều người nổi tiếng và hài hước. Nói chung Thanh Trương cũng rất là vui khi được đến đây để học hỏi, với lại cũng được giao lưu cùng với các anh chị em. Rất mong mọi người ủng hộ cho Thanh Trương. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những clip tiếp theo.